Chúng ta sẽ tiếp tục vào buổi sáng nay với cái kế toán về xây dựng. Chúng ta sẽ bắt đầu khi mà cái phần mềm cái chương trình hướng dẫn nó có cái số lượt view lên được khoảng vài chục người các bạn theo dõi. Các bạn cố gắng theo dõi vì rất nhiều bạn sử dụng phần mềm, làm phần mềm hay mua phần mềm về mà lại không biết sử dụng như thế nào, cũng như ứng dụng các cái tiện ích ở trên phần mềm. Thế nên các bạn theo dõi liên tục thì các bạn sẽ biết cách thức thế nào để chúng ta có thể làm được phần mềm, ở làm được kế toán trên phần mềm một cách dễ dàng. Các bạn ngày hôm qua đã xem cái phần kế toán này thì các bạn theo dõi tiếp để các bạn biết cách thế nào để làm được làm kế toán xây dựng trên phần mềm. Rồi, ok các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục nhá. Đầu tiên chúng tôi sẽ mở phần mềm kế toán. Các bạn lưu ý này, ở đây có rất nhiều các cái dữ liệu khác nhau, chúng ta sẽ chọn cái dữ liệu mà hôm qua chúng ta vẫn làm. Các bạn có thể vào fanpage để xem cái video ngày hôm qua chúng tôi làm về một số chứng từ các công ty xây dựng. Chúng ta chọn dữ liệu về công ty xây dựng mà chúng tôi xây dựng lên một cái dữ liệu để demo cho các bạn xem cách thức các bạn làm thế nào. Các bạn like và chia sẻ nhé, để rất nhiều bạn làm kế toán cũng như là học kế toán không không hiểu rõ được là chúng ta có được những cái gì từ cái phần mềm kế toán chúng ta đang sử dụng. Thế, ngày hôm qua chúng tôi đã làm một số các cái nghiệp vụ như sau. Các bạn lướt lại tí nhé. Thứ nhất là chúng ta khai báo các cái khách hàng và nhà cung cấp này. Các bạn nhớ theo dõi nha, các bạn nhớ theo dõi để còn ngày mai, ngày kia, các ngày tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn liên tục để các bạn có thể làm được rất nhiều các cái hình thức kế toán trên phần mềm, từ bất động sản cho đến sản xuất sản phẩm một công đoạn, nhiều công đoạn. Chúng tôi đưa cho các bạn xem này, là chúng tôi đã tạo ra từ số liệu từ ngày hôm qua là có một số các công ty vật liệu xây dựng là cung cấp vật liệu cho chúng ta thi công công trình này.
Công ty máy động lực cung cấp cho ta cái tài sản là máy xúc này, ban quản lý dự án, ngành xây dựng là chủ đầu tư các công trình chúng ta thi công này, công ty trách nhiệm hạn ABC. Và sau đấy chúng ta lập một số các cái phòng ban. Các bạn nhìn thấy là ở đây có phòng ban giám đốc, kế toán, đội thi công. Sau đó chúng ta lập cái kho. Cái kho này các bạn lưu ý nhé, chúng ta mở kho theo từng công trình để nhập xuất tại chân công trình. Có nghĩa là theo dõi tổng hợp nhập xuất tồn cho từng kho của từng công trình luôn nhé. Tiếp theo là chúng ta đã khai báo cái tài sản cố định này. Cái tài sản cố định này thì chúng ta nó dùng để thi công hai công trình này, và chúng ta sẽ làm cái tính khấu hao cho nó theo nhật trình ca máy nhá, để phân bổ cho từng công trình. Các bạn lưu ý là cái này là một cái tiện ích rất hữu dụng ở trong phần mềm kế toán. Các cái tiếp theo là cái đối tượng tập hợp chi phí này. Cái đối tượng tập hợp chi phí thì chúng ta khai báo hai cái công trình vào đây để tập hợp chi phí và lên giá thành các công trình này. Cái khoản mục chi phí là cái khoản mục tiếp theo này. Thì các bạn nhìn thấy không? Ở đây hôm qua chúng tôi có thêm một cái phần nghiệm thu công trình. Các cái chi phí này nó dùng cho tất cả các cái mô hình, cả xây dựng, cả sản xuất sản phẩm. Nhưng mà cái phần nghiệm thu công trình này chúng tôi đưa vào đây để các bạn làm gì các bạn biết không? Đưa vào đây để làm cái phần nghiệm thu công trình hạch toán từ tài khoản 154 lên 632, tức là cái giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành. Tiếp theo là chúng ta xem qua một số các cái thông tin là như tài khoản này, các tài khoản kết chuyển này. Hôm qua chúng tôi đã làm về cơ bản rồi. Thế ở đây nhá. Tiếp theo các bạn sẽ nhìn thấy này. Chúng tôi sẽ kích chuột phải vào đây, chúng tôi đóng tất cả đi. Chúng ta sẽ vào ngày hôm qua chúng ta làm các cái chứng từ này nhá. Các bạn nhìn thấy này. Phiếu chi. Các cái phiếu chi tiền này. Cái chi tiền, ví dụ ở đây là thanh toán tiền lương cho công nhân này, chúng ta hạch toán trực tiếp lên 622 này. Thanh toán tiền công tác phí khởi công thi công công trình cho sếp đi khởi công hai công trình này. Ngày đẹp trời cho nên là các bạn biết là có luôn cả khởi công lúc cả hai công trình. Đấy. Thế thì tiếp theo chúng ta vào nghiệp vụ này, chúng ta xem mà hôm qua chúng ta lập được cái phiếu thu gì nhá. Ở đây cái phiếu thu là tiền góp vốn này, là cái sếp góp 2 tỷ vào để làm này. Rồi chúng ta tiếp theo là chúng ta làm ngân hàng, giấy báo có ngân hàng này. Thì các bạn nhìn thấy là có một cái chứng từ đây. Chúng ta kích đúc vào đây, chúng ta nhìn thấy là cái chứng từ này ấy. Cái chứng từ này là có một cái là cái ban quản lý dự án ấy. Cho chúng ta ứng cái tiền công trình nhá. Chúng ta lưu ý là ở đây có một cái là các bạn lưu ý này, ở chỗ này là cái đối tượng của chúng ta là ban quản lý dự án nhá, theo dõi công nợ qua tài khoản 131 nhá. Cái này sau này thì chúng ta sẽ chỉnh sửa trong quá trình làm việc. Rồi, ok, các bạn xem tiếp các cái nghiệp vụ khác này. Chúng ta hôm qua có phiếu nhập mua hàng này. Ok nhá, các bạn nhìn nhá. Ở đây có chúng ta có phiếu nhập mua hàng của hai cái chứng từ. Hai chứng từ thứ nhất là chúng ta mua của công ty vật liệu xây dựng ấy đá và phục vụ cho công trình này. Trong này các bạn lưu ý là phải khai báo cả cái đối tượng đầu vào chi phí và cái khoản mục chi phí là nguyên vật liệu trực tiếp nhá. Ok, các bạn xem tiếp là các cái nghiệp vụ hôm qua chúng ta làm này, có một cái phiếu nhập mua hàng dịch vụ, tức là chính là cái phần thầu phụ. Các bạn lưu ý là cái phần thầu phụ này nó rất quan trọng ở đối với công ty xây dựng. Rất nhiều các cái công ty mà khi làm thầu phụ ấy thì người ta cho vào 6277. Nhưng mà cái 6277 thì nó chỉ là một cái phần của 627 là chi phí chung. Nhưng riêng cái phần thầu phụ các bạn hạch toán trực tiếp từ 31 sang 154 nhá. Cái này rất quan trọng. Các bạn chọn khoản mục phí là thầu phụ này, đối tượng tập hợp chi phí này là của công trình nào, đúng không? Sau đấy chúng ta vào tiếp này, phần bán hàng chúng ta chưa có xuất hóa đơn bán hàng cho công trình đúng không? Chúng ta chưa có, chúng ta sẽ có một cái hóa đơn bán hàng cho công trình, hóa đơn xuất công trình nhá. Ở đây chúng ta tiếp theo là chúng ta vào cái phần kho này. Cái phần kho chúng ta nhìn thấy ở trong cái phần nhập kho thì tôi không nói vì cái phần nhập kho là phần nó sẽ tạo phiếu nhập ở bên phần phiếu
phiếu nhập bên phần nhập mua. Nhưng mà trong cái phần xuất kho này nhá, các bạn hôm qua chưa biết đến cái tính năng là tính năng xuất theo phiếu nhập. Khi các bạn chọn thêm mới, ở đây chúng tôi hoàn toàn là sử dụng chức năng xuất theo phiếu nhập. Cái chức năng xuất theo phiếu nhập này cho phép các bạn xuất nguyên cả phiếu nhập, hoặc các bạn xuất một lúc 2 đến 3 phiếu nhập, hoặc một số vật tư ở trong phiếu nhập, một phiếu nhập. Có nghĩa rằng đối với công trình ấy thì thường người ta nhập xuất tại chân công trình và đưa vào chi phí. Thế các bạn phải lưu ý chỗ này. Cái thứ hai ấy, là cái tài khoản chi phí, tài khoản nợ này, các bạn nhìn thấy không? Là cái này các bạn là rất quan trọng. Tiếp theo thì các bạn sẽ tôi nói qua các bạn muốn xem rõ ấy, thì các bạn chọn cái độ phân giải của màn hình, độ phân giải là 720 và không để ở cái chế độ tự động nhé các bạn. Bỏ chế độ tự động đi ở 720 thì các bạn sẽ xem được là rõ. Rồi, chúng ta sẽ tiếp này, cái xuất kho thì công trình này cũng thế. Đây hoàn toàn là thông tin lấy ra từ phiếu nhập. Tức là nó tự động lấy luôn các cái thông tin từ phiếu nhập ra xuất cho các bạn rồi đưa vào 621 để làm chi phí. Các bạn lưu ý là trong này này, các bạn phải có cái khoản mục chi phí nhá. Và cái đối tượng tập hợp chi phí. Tí nữa tôi sẽ lấy ví dụ một cái chứng từ xuất ra của 621 mà nó không dùng cho cái nào cả, không dùng cho một công trình nào cả, nó lại là một cái vật liệu nhưng mà lại dùng chung cho hai công trình. Chúng ta không biết là chúng ta sẽ phải phân bổ cái 621 đấy theo cái tiêu thức nào đấy, ví dụ như theo nhà các cái chi phí 621 đã có sẵn, còn cái 621 chưa có sẵn thì nó vẫn là chưa phân, chúng ta sẽ phải phân bổ, đúng không? Nên làm công trình nó rất là phức tạp đối với công ty kế toán làm về thi công trình. Các bạn tiếp theo nhé, thì chúng tôi đã làm một số cái như thế rồi. Thế thì hôm nay chúng tôi hướng dẫn cho các bạn tiếp theo. Hôm qua chúng ta có làm phần lương nữa đúng không? Phần hạch toán chi phí lương, trong này có cái chứng từ chung này, nghiệp vụ này, cái phần hạch toán chi phí lương từ cái bảng lương này, chứng từ chung này. Đấy, hạch toán chi phí lương, chúng ta vào đây xem này. Các bạn nhìn thấy không? Cái này hoàn toàn phần mềm tự động định khoản nhá. Các bạn thắc mắc tại sao nó lại định khoản vào 6421 này hay là 6271 này. Cái này là cái các bạn khai báo ở trong phần phòng ban nhá. Phòng ban thì cái ban giám đốc này chẳng hạn, nó đưa vào 62421, đội thi công trình đưa vào 6271. Các bạn thấy là phần mềm nó sẽ tự động xem, liên kết xem là cái ông ấy ở cái phòng ban nào để nó tự động hạch toán cho các bạn nhé. Tiếp theo, chúng ta hôm nay chúng ta sẽ làm cái gì? Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra số liệu, làm báo cáo thuế và tổng hợp số liệu đối với phần mềm kế toán cho công ty chuyên về kinh doanh xây lắp. Các bạn vào này, đầu tiên các bạn làm một chứng từ là hóa đơn công trình nhá. Các bạn lưu ý, đối với công trình thì nó là dịch vụ, một loại hình dịch vụ. Vậy nên khi các bạn lập chứng từ cho nó, đầu tiên khi vào chứng từ các bạn vào chọn này là dịch vụ này. Được không? Các bạn tích vào nút là dịch vụ. Ok, các bạn đã nhìn thấy là phần mềm nó sẽ lược bỏ hết những cái không cần thiết đối với công ty đúng không? Thế bây giờ chúng ta này, chúng ta xuất hóa đơn đã hoàn thành công trình cho ban quản lý dự án, đúng không? Chúng ta thuế là 10%, ok. Chúng ta chọn tiếp đây. Thế này là vấn đề bây giờ lại còn liên quan đến cái mẫu số và ký hiệu hóa đơn. Đấy, chúng ta sẽ phải làm một cái thao tác nữa là khai báo cái mẫu số hóa đơn. Đấy, các bạn có vướng mắc gì các bạn cứ comment cho mình nhé. Ở đây tiếp theo này là mẫu số bình thường chúng ta sẽ là 01GTKT đúng không? Đánh cắp lóc cho nó đẹp đúng không? 01GTKT 3-001 chẳng hạn. Hóa đơn
giá trị gia tăng. Chúng ta chọn đây, chúng ta chọn lưu này. Chúng ta nhất định phải làm cái bước này thì chúng ta mới xuất được hóa đơn. Tiếp theo nghiệp vụ nhá, các bạn vào tiếp theo này, quản lý phát hành hóa đơn, chúng ta vào thông báo phát hành hóa đơn. Các bạn cố gắng like, chia sẻ hoặc tag bạn bè của mình chuyên về lĩnh vực kế toán vào trong ấy, thì các bạn sẽ biết được là rất nhiều người sẽ được sử dụng phần mềm, hướng dẫn, được học sử dụng phần mềm làm sao để áp dụng vào các cái doanh nghiệp của mình. Chi cục thuế này, đây nhá, chi cục thuế gì đấy đúng không, người đại diện cho mẫu hóa đơn, mẫu số hóa đơn này chúng ta chọn này, tên hóa đơn ký hiệu là AP hoặc là XD đi, xây dựng 17D từ số 00001 nhá. Bạn lưu ý chỉ được 5.000 số thôi, nhưng mà cái thường cái công ty xây dựng đầu tiên ấy, người ta chỉ cho mình có 50 số thôi, 00050 nhá. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra cái phần của mình, công việc của mình, thành ra là người ta chỉ cho mình cái quyển hóa đơn đầu tiên là người ta bắt mua. Không, các bạn mới thành lập công ty các bạn không được phép tự in hóa đơn, phải là những công ty có bề dày kinh nghiệm lâu năm và thuộc vào cái đối tượng an toàn thì mới được in hóa đơn. Chúng ta vào bán hàng này. Khi các bạn lập mở thêm một cái thì các bạn nhìn thấy ngay có đây mẫu số, thấy chưa? Ở đây chúng ta chọn là hóa đơn dịch vụ nhá, tích vào đây, các bạn chọn này, đây ban quản lý dự án viết hóa đơn công trình này, nhìn nhá, địa chỉ là số nhà không số này gì đấy, phố không tên đúng không, rồi ok, mã số thuế. Rồi các bạn nè, chúng ta hoàn thành công trình một phần vào tháng 7, chúng ta xuất vào ngày 30 tháng 7 ạ. Với hộ doanh thu công trình gì đấy đúng không, các bạn ghi vào, ví dụ đây là 600 triệu, ok. Đối tượng, chúng ta đối tượng là hợp chi phí, chúng ta ghi vào công trình đường Tôn Đức Thắng đúng không, chúng ta chọn này, thuế 10%, ok. Như vậy là các bạn nhìn thấy không, hóa đơn này in kèm bảng kê, thì các bạn có in kèm bảng kê thì có một cái tên mặt hàng chung để làm sao mà lên trên hóa đơn nó rõ, ghi giải thích là cái mặt hàng đấy là như thế nào, cái tên mặt hàng chung này các bạn nhé. Đấy, tên mặt hàng chung này nó lên trên cái hóa đơn của các bạn. Chúng ta chọn lưu ở trên cái phần bán hàng này nhá. Ở đây là đối với cái công ty kinh doanh xây lắp, người ta thường là cái doanh thu của công trình nó rất lớn, nhưng mà đối với các cái doanh nghiệp mà kinh doanh thương mại bán lẻ thì có thêm cái hình thức thanh toán là tiền mặt nhé các bạn, bán thu tiền luôn, có phiếu thu luôn, các bạn không phải lập hai lần. Ok, chúng ta chọn lưu. Như vậy là các bạn đã nhìn thấy là về cơ bản là chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách thức là các bạn xem thế nào. Chúng ta kiểm tra lại một tí nhá. Ở đây cái tài khoản doanh thu này, trong cái phần mềm này các bạn lưu ý là cái tài khoản doanh thu được phân tích cho công trình nó là 5113, chúng ta sửa lại thành 5113, chúng ta chọn lưu nhá. Không phải các bạn cứ vào 5111 lẫn luôn cả với cái phần kinh doanh thương mại, vì một phần mềm mà chúng ta áp dụng như nhiều mô hình doanh nghiệp, như một công ty kinh doanh cả thương mại, cả dịch vụ xây lắp, cả sản xuất sản phẩm, thì chúng ta sẽ phải tách một hệ số các cái tài khoản như tập hợp chi phí, doanh thu, giá vốn. Đấy các bạn, cái này rất quan trọng. Rồi bây giờ nhá, tiếp theo của chúng ta là chúng ta đã làm xong các cái nghiệp vụ cơ bản, vậy tổng hợp số liệu như nào, cách thức các bạn xem này, tổng hợp số liệu này, liệu và cách kiểm tra này. Kiểm tra đầu tiên các bạn kiểm tra cho tôi là phần thuế đầu vào phẩy thuế đầu ra, rồi ok, cái nữa là khấu trừ
Rồi, phần thứ hai là phân bổ công cụ dụng cụ. Các bạn phải kiểm tra, tức là cái này phát sinh có tài khoản 242 nhé các bạn. Tiếp theo, giá vốn hàng tồn kho chính là phần xuất có giá trị hay chưa. Rồi, theo các cái quy trình này các bạn nhé, các bạn sẽ kiểm tra làm sao. Cái quy trình này giúp cho các bạn không sót một phần nào trong phần thuế, là trong phần tổng hợp số liệu. Giá vốn hàng tồn kho xong đấy này. Khấu hao tài sản cố định. Rồi, ok. Hạch toán lương. Rồi, ok. Đúng không? Có một phần nữa cũng khá quan trọng. Kiểm tra các tài khoản có tính chất đặc, tính chất là tính chất có tính chất gì đấy đúng không? Đó, nói đoạn này khó chết, trình bày thế này nó dễ hơn. Ở ví dụ tài khoản 111,112,152 153,154 155,156 là các tài khoản không có số số dư bên có. Đấy, thế thì cái chỗ này nếu như các bạn mà có số dư bên có, các bạn xem bảng cân đối phát sinh này, bạn xem nhá. Nếu mà có số dư bên có thì biểu hiện là cái làm số liệu sai. Ta vào bảng cân đối phát sinh tài khoản này. Nói chung về hướng dẫn phần mềm kế toán này thì tôi cũng nói nhiều, không phải là kỹ năng sử dụng phần mềm đâu mà còn có liên quan đến các cái nghiệp vụ kế toán cũng như cách thức kiểm tra số liệu báo cáo tài chính, nó làm báo cáo tài chính cách thức kiểm tra thế nào để cho nó chính xác. Hôm nay có thể là nó sẽ dài hơn 1 tiếng đồng hồ nên các bạn chịu khó theo dõi nhé. Rồi, ok, các bạn nhìn thấy không, cái bảng cân đối phát sinh này chúng ta kéo thanh trượt ra phía sau này đấy. Ok, các bạn nhìn thấy không, ở đây cái tài khoản 131 thì không nói làm gì, cái tài khoản 131 thì cái tài khoản phải thu ấy. Các bạn nhìn thấy là có phần dư có là 1 tỷ mốt, mà phát sinh có là 1 tỷ mốt và phát sinh nợ là 660 triệu. Cái này nó dư có là bình thường các bạn, vì chúng ta ký được hợp đồng thì khách hàng nó mặc nhiên cho chúng ta, chủ đầu tư cho chúng ta ứng tiền thì chúng ta dư bên có thôi. Nhưng các cái tài khoản 1, tài khoản này, các tài khoản 111, 112 các bạn nhìn thấy là đang ở số dư bên nợ nhá. Đối với tài khoản thuế này 133 333, hai tài khoản này chỉ được dư một tài khoản, có nghĩa rằng các bạn phải làm cái bút toán khấu trừ. Các bạn nhìn thấy đây nhá, tôi sẽ vào lại ở đây tôi giải thích cho các bạn tại sao. Đây, tài khoản 133 của các bạn là 220 triệu, 222 triệu 100 nghìn đúng không? Tài khoản doanh thu đầu ra của các bạn là 60 triệu. Như vậy là các bạn phải khấu trừ. Đây nó là số dư hai bên, số dư hai tài khoản hai nơi. Cái này chúng ta sẽ phải làm khấu trừ. Thế bước đầu tiên chúng ta hướng dẫn cho các bạn này.
enter xuống ở đấy nó nè nhá, đây này, làm báo cáo thuế nhanh và khấu trừ nhanh nhá. Các bạn lưu ý chữ nhanh này, nhanh lắm ấy, là các bạn nhìn không kịp đâu. Chúng ta vào thuế này, rồi ok, chúng ta vào bảng kê đầu vào này, rồi ok các bạn chọn thêm mới nhá. Ở đây có bốn cái hóa đơn đầu vào, chúng ta chọn làm báo cáo thuế tháng 7 đi. Tháng 7 nó có bốn hóa đơn của tháng 1, tháng 2, tháng 3. Tất cả những cái hóa đơn này các bạn phải lập thành bảng kê, nếu không lập thành bảng kê thì sang quý sau nó cũng sẽ hiện lên cho các bạn. Ở đây tôi ví dụ nha. Thôi thì cứ chọn quý. Thôi chọn tháng 7 đi, đúng không? Là tháng với quý thì các bạn đó các bạn chọn thôi. Chúng ta bảng kê bán ra này, chúng ta chọn thêm mới này. Ok các bạn nhìn thấy cái hóa đơn tung ra xuất công trình nó hiện lên, chúng ta chọn tháng 7. Cái này đương nhiên rồi, xuất vào ngày 31 tháng 7, chúng ta chọn lưu. Chúng ta vào tiếp phần khấu trừ à tờ khai. Chúng ta lập tờ khai này. Lập tờ khai thì các bạn mới khấu trừ được nhá. Ở đây chọn đồng ý này, tháng 7, ok. Khi lập tờ khai đấy thì nó cũng dễ thôi. Các bạn nhìn thấy là cái số tiền thuế này, số tiền hàng báo bán ra này, thì số tiền chưa khấu trừ hết kỳ này là 162 triệu, chúng ta chọn lưu này. Chúng ta chọn xuất khẩu hỗ trợ kê khai này, các bạn ok, các bạn chọn đường dẫn của mã số thuế trong phần mềm hỗ trợ kê khai của các bạn nhé. Bạn ok một phát, các bạn chọn đồng ý xong. Nhưng mà tất nhiên là ở trong phần mềm hỗ trợ kê khai đối với công ty của chúng tôi thì nó lại không làm theo 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 tháng mà theo quý. Vậy nên khi xuất khẩu xong cái thì các bạn đây nhá. Rồi khi xuất khẩu tờ khai thuế sang hỗ trợ kê khai thì chỉ cần mở hỗ trợ kê khai sẽ có luôn số liệu. Tất nhiên đối với phần mềm ấy thì chúng ta làm gì thì làm, nhưng mà kế toán là phải kiểm tra số liệu nhá. Các bạn phải kiểm tra các chỉ tiêu này nó đúng chưa, nó phải nằm đúng chỗ này. Tất nhiên phần mềm thì nói thế, chúng tôi cố gắng làm luôn luôn đạt hiệu quả cao nhất, nhưng mà có những lúc nó lỗi thì các bạn biết là dùng Windows Office thỉnh thoảng nó còn lỗi cài lại suốt, đúng không? Đoạn khấu trừ này nhá, chúng ta vào tháng 7, phần mềm sẽ tự động lấy ra số liệu cho các bạn, nhìn thấy không? 22 triệu tiền đầu vào, 60 triệu vào. Chúng ta chọn tiếp theo, phần mềm sẽ tự động tạo ra một chứng từ hạch toán cho các bạn. Như vậy chúng ta chỉ khấu trừ 60 triệu thôi, tức là sẽ còn được. Chúng ta chọn lưu thì các bạn nhìn thấy bên chứng từ chung này nó có một cái chứng từ là chứng từ khấu trừ thuế. Các bạn nhìn thấy nó tự động nó hạch toán cho các bạn. Ok nhá. Các bạn làm tiếp này. Vào bảng chỗ này là nhanh đấy. Thì tôi lướt qua chỗ này cho các bạn xem thôi. Hiển thị số dư hai bên có cũng được, không có cũng được, đúng không? Đây các bạn nhìn thấy không? Ở cái tài khoản dòng tài khoản 133 này này. Nó đã ghi vào đây, ghi có vào đây 60 triệu cho các bạn, và số dư được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 162 triệu nhá. Số dư tài khoản 333 là đã hết này, nhìn thấy không? Ok, phần thuế xong. Bây giờ đến phần công cụ dụng cụ, tôi hình như tôi không lấy ví dụ trong này nhưng mà nó cũng thực sự nó cũng bình thường. Tôi làm tiếp theo phần cho các bạn này. Đối với phần tài sản thì chúng tôi nói cho các bạn biết là thế này, cái tài sản này ấy, này chúng ta ghi vào đây, tài sản máy xúc hoạt động trong tháng 7 cho hai công trình với nhật trình ca máy như sau: làm cho công trình 01 hết 13K, làm cho 02 hết 24K, 24K máy. Đấy, vấn đề bây giờ chúng ta phải làm sao để phân bổ, đúng không?
phí khấu hao cho từng công trình lên tài khoản 6274. Tôi giải thích cho các bạn tại sao các bạn phải làm khấu hao ngay từ khi các bạn làm tài sản. Rất nhiều có những tài sản không khấu hao thì chúng ta không khai báo hệ số, nhưng chúng ta sẽ áp dụng khai báo hệ số phân bổ là cái thứ nhất. Cái thứ hai này, khi các bạn không phân bổ tài sản, phân bổ này giá trị khấu hao nhá, ghi cho đầy đủ vào tài khoản, giá trị khấu hao vào tài khoản 6274 thì các bạn biết là nó sẽ đưa vào và phân bổ chung như 627. Điều này xảy ra cho hai công trình, nhưng nếu xảy ra nhiều công trình ấy thì các bạn lưu ý là các bạn thi công 100 công trình, nhưng mà thực tế về bản chất các bạn thi công 20 công trình, nhưng các bạn lưu ý là nhưng cái máy đấy, cái máy xúc nó chỉ phục vụ hai công trình. Nếu đưa vào 6274 và phân bổ theo 6274 thì làm sao? Thì nó sẽ phân bổ đều cho các công trình như vậy. Là các bạn hiểu đơn giản là nó không đúng theo cái ý nghĩa của cái việc tập hợp chi phí, vì cái thằng máy này nó chỉ phục vụ hai công trình, mà ông đưa vào 6274 này ông phân bổ luôn cho 20 công trình thì nó nghe nó không hợp lý. Vậy nên chúng ta sẽ dùng chức năng này, chúng ta xem lại phần này đây, hai thằng này nhá, 13k và 24k. Ok, chúng ta vào nghiệp vụ này, tài sản cố định, khai báo hệ số, bảng hệ số phân bổ tài sản. Ở đây chúng ta sẽ chọn thêm mới. Ok, phân bổ khấu hao tài sản tháng 7. Ok các bạn nhá, 31 tháng 7 này, 31 tháng 7 áp dụng từ ngày 01/07. Cái này chỉ cho 01/07 thôi các bạn nhá. Chỉ cho tháng 7 thôi. Nếu các bạn làm tiếp các tháng khác và các bạn ngại cái việc là các bạn phải khai báo lại thì các bạn chọn sao chép nhá, có cái nút sao chép, sang tháng khác các bạn sao chép này. Chúng ta chọn máy xúc này, đối tượng tổng hợp chi phí là công trình 1. Ở đây chúng ta thấy là 13k, chúng ta đánh luôn 13k. Khoản mục chi phí là khoản mục chi phí chung. Ở đây các bạn vẫn chọn tiếp là cái máy xúc này, cho đối tượng công trình là 02. Ok, các bạn ở đây ghi vào 24 nhá, số này đúng không? 24 và 13. Đúng rồi, chính xác. Các bạn chọn lưu. Đây, cái số này nó báo này, các bạn lưu này. Số bảng hệ số của chúng ta bảng 01 đi nhá, chúng ta chọn lưu này. Ok. Bây giờ chúng ta phân bổ khấu hao như sau. Vào phần tài sản tính khấu hao này, các bạn nhìn thấy rất rõ ràng, không thể là không ấy được này. Tháng 7. Đồng ý. Ở đây các bạn nhìn thấy hoàn toàn bất ngờ. Với cái giá trị tỷ lệ khấu hao tháng ở đây nhá. Các bạn nhìn thấy không? Cái ông này này, cái công trình 01 này này có 13 ngày thì nó chia cái giá trị khấu hao 6 triệu 6 cho thằng này là 2 triệu 3 và ông công trình 2 này là 4 triệu 3. Các bạn nhìn thấy không?
chứ không phải là các bạn đưa vào 627 mà lại không có một cái nào các bạn để chung như thế, nó phân bổ luôn cho 20 công trình. Thế thì các bạn sẽ làm như thế là các bạn sẽ thấy là nó có sự bất cập ở trong việc tập hợp chi phí của các bạn. Như vậy chúng ta có thêm tài khoản 627 rồi đúng không? Thêm chi phí 627 chúng ta kiểm tra lại một lần nữa. Thuế xong rồi này, tài sản xong rồi này, ok đúng không? Bây giờ doanh thu xong rồi này, chi phí xong rồi này, phần kho chúng ta kiểm tra lại nhé. Phần kho thì chúng ta sẽ kiểm tra lại từ tháng, chúng ta xem cái phát sinh tháng 7 này. Đây 6 triệu 9 đây rồi đúng không? 6 triệu 6 đây rồi. Phát sinh có rồi đúng không? Ở đây chúng ta kiểm tra tiếp phần kho này. Tổng hợp nhập xuất tồn theo kho đi. Ok, chọn kho cả hai công trình đi. Tháng 8 à? Nhầm. Đó, chọn nhầm rồi. Sẽ có nhiều phần mềm nó sẽ không có cái phần phần nhập xuất tồn ở phần 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 phân bổ công trình đối với tài sản cố định ấy. Các bạn lưu ý này. Chọn năm đi, tôi làm tồn kho là nhập xuất vào tháng 2 mà tháng 1 tháng 2 thành ra là xem tháng 7 nó không có số liệu. Các bạn nhìn thấy không? Chính vì tại sao các bạn lại nhìn thấy cái số lượng tồn ở đây nó về mo hết cả giá trị và số lượng và số tiền nó chính xác. Đơn giản chúng tôi sử dụng cái chức năng xuất theo phiếu nhập ấy, chuyên áp dụng cho công ty thi công công trình. Chuyên áp dụng cho công ty thi công công trình. Thế nên là chúng ta xuất một phát là nó hết mà nó đúng theo từng đối tượng công trình luôn, nó chả liên quan gì đến đến việc là tính giá thứ nhất gì cả, không cần phải tính giá. Thế tất nhiên là có những đơn vị ấy, thì người ta có nhiều cái vật tư người ta tính theo giá trung bình thì chúng ta cứ tính bình thường thôi, cứ vào rồi xuất tính giá xuất kho khai báo và xuất bình thường và chúng ta lúc đấy chúng ta những cái xuất đấy chúng ta không xuất theo phiếu nhập nhé. Phần kho xong rồi, phần thuế xong rồi, phần tài sản xong rồi. Bây giờ chúng ta làm gì nữa? Chúng ta kiểm tra lại tài khoản, hệ thống tài khoản kết chuyển. Ở trong này các bạn nhìn thấy không? Cái tài khoản này chúng ta sẽ phải sửa. Đối với cái công trình ấy, chúng ta đưa vào tài khoản 51542 cho thi công công trình nhá. Sửa lại này. 2 cho trả lời, các bạn trả lời luôn. Có bạn Đào Sen là hỏi về phần mềm Asus CA và phần mềm Totan. Đây là cái sản phẩm phần mềm kết hợp giữa hai công ty cùng nhau phát triển các bạn nhé. Giữa chúng tôi và Asus là bản chất là một phần mềm và chúng tôi có hợp đồng liên doanh liên kết phát triển phần mềm giữa hai công ty. Anh vào luôn. Em nhập vào comment giúp luôn đi. Bạn dùng hai phần mềm như nhau nhé. Có thể tạm dùng bất cứ một cái nào, có bạn có thể làm bất cứ một phần mềm Asus hay là Toto đều là một. Rồi chúng ta sửa tiếp nhá.
cần trả lời thôi. Ok, chúng ta đã sửa xong cái phần 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 cái chuyển chi phí nha. Đối với các công ty về sản xuất sản phẩm ấy thì các bạn lưu ý là ở đây các bạn lại khai báo tiếp các cái bút toán về cái chuyển ấy nhá. Và chúng ta vẫn có thể phân tích cái tài khoản 621 ra hai tài khoản đối với những công ty vừa thi công trình vừa sản xuất sản phẩm nhé. Sau khi chúng ta làm xong cái phần đấy rồi, chúng ta vào phần tiếp theo này, phần công trình, chúng ta vào phần kết chuyển chi phí. Chúng ta vào chọn thêm mới nhá. Chúng ta phân bổ kết chuyển vào 31 tháng 7 2 3107 nhá. Ngày chứng từ này. Các bạn nhìn thấy không? Ở đây rất rõ ràng nó sẽ phân tích này. 621 cho từng công trình. 1212, ok. Các bạn nhìn thấy 622 này, đây rồi, 627. Đây. Cái chi phí phân xưởng này nó bỏ trống mã công trình, có nghĩa rằng nó chưa cụ thể cho công trình nào cả và chúng ta sẽ phải phân bổ. Cái 6274 cho hai công trình thì nó trực tiếp nó đưa vào hai công trình luôn, các bạn nhìn thấy không? Thì tí nữa cái phần mà phần phân bổ 627 nó chỉ lấy phần 4 triệu với phần 5 triệu này, các bạn để ý này, nhìn đây tí nữa còn xem phần phân bổ nó có lấy đúng 9 triệu hay không này. Nhá. Rồi, ok các bạn. Tiếp theo chúng ta chọn lưu chứng từ. Thế là chúng ta đã kết chuyển xong rồi. Bây giờ chúng ta vào phần giá thành công trình này. Bảng phân tích giá thành công trình. Chúng ta xem tháng 7 đi. Chúng ta xem hai công trình là hai hai công trình này nhá. Ở đây trong này các bạn đã nhìn thấy là nó có phân bổ cụ thể cho từng công trình rồi, chỉ còn cái phần 9 triệu mà nó chia chia ra cho cái phần phần chi phí chung là như thế nào, đúng không? Tiếp theo này, chỉ có cái phần máy thi công này nữa nhá, chúng tôi chưa ví dụ về máy thi công các bạn, cái đấy nó cũng giống như 627 thôi, nó không có gì. Bây giờ chúng ta sẽ trực tiếp vào phân bổ cái tài sản, phân bổ cái chi phí chung nhá. Chúng ta vào phần giá thành công trình này. Sau khi ơi chờ tí tôi kiểm tra lại đây tí nhá. Phần bảng cân đối phát sinh tài khoản này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Số dư 627 đã hết. Số dư 621 đã hết. Số dư 622 cũng hết. Đấy, như vậy là đã được kết chuyển về 154 hết rồi đúng không? Xem qua cái tài khoản 154 tí. Đây, 154 đã tập hợp được 1 tỷ 3. Ở trong này có ấy nhá, các bạn kích vào đây các bạn xem chứng từ chi tiết này. Đồng ý là nó ra cái bảng kê chi tiết cho các bạn xem. Chúng ta phân bổ 9 triệu chi phí chung nhá. Nó sẽ tự động lấy ra thôi, các bạn không cần phải bận tâm nhiều. Chúng ta vào phần giá thành công trình này. Chúng ta chọn phân bổ chi phí này. Chúng ta kích chuột phải thêm mới này. Ở đây chúng ta chọn tháng 7 đi. Nhưng mà tất cả các cái báo cáo ấy thì các bạn làm đều có thể đánh nhá, từ ngày đến ngày nhé. Chúng ta chọn tài khoản là 154 vi 1542 vì chúng ta đã phân bổ tài khoản 627 về đến 1542 rồi mà. Khoản mục chi phí là chi phí chung, chúng ta lấy số tiền phân bổ. Các bạn nhìn thấy không? Nó lấy đúng 9 triệu mà không có của công trình nào. Đấy. Ở đây diễn giải là phân bổ chi phí chung cho công trình. Chúng ta chọn cái tiêu chí phân bổ là tiêu chí như thế nào? Chúng ta chọn tiêu chí là phân bổ theo nguyên vật liệu trực tiếp, có nghĩa là nó sẽ phân bổ theo 621. Nhân công trực tiếp thì nó sẽ phân bổ theo 622. Nhưng ở đây lại các bạn
có nhiều bạn này muốn phân bổ cái chi phí này theo tổng cái chi phí đã cụ thể, tức là nó cái nào đã theo công trình rồi nếu nó tổng cộng lại thêm khoản chi phí, rồi xong đấy là phân bổ theo cái chi phí đấy, các bạn chọn chi phí trực tiếp, có nghĩa là nó tổng tất cả các cái chi phí đã trực tiếp rồi, các bạn chọn phân bổ. Bạn nhìn thấy không? 9 triệu này nó sẽ chia ra là 6 triệu và 2 triệu 9 cho cái chi phí trực tiếp là tổng như này. Các bạn nhìn thấy là lúc nãy là đối với 154 là nó 1 tỷ 3 cơ mà, đúng không? Nó phân bổ luôn cả cái chi phí này, nó cộng thêm 500 triệu vào cái phần thầu phụ vào nữa. Có nghĩa rằng nó sẽ phân bổ theo cái chương thức này. Chúng ta chọn nhân công trực tiếp hoặc là nguyên vật liệu trực tiếp chúng ta phân bổ thì nó quay lại đây, các bạn nhìn thấy không? Nếu mà nguyên vật liệu trực tiếp là thế này, chúng ta tạm thời là lưu lại cái số liệu này để các bạn xem nhé. Sau khi các bạn phân bổ xong thì các bạn vào phần giá thành. Chúng ta chọn đánh lại đây là 01 đi, đánh từ ngày đến ngày theo cách tùy chọn nhá. Các bạn nhìn thấy không? Ở đây bây giờ chi phí chung đã là 15 triệu. Thế bây giờ ở đây thì các bạn nhìn thấy cái doanh thu nó chưa lên. Và chúng ta vào kết chuyển doanh thu này. Kết chuyển doanh thu nhá, vào tổng hợp này, kết chuyển lãi lỗ này. Trước tiên là các bạn kết chuyển lãi lỗ để xem cái phần doanh thu nó thế nào. Các bạn để ý tí, ở đây là doanh thu cho công trình này là 600 triệu, đúng không? Công trình 01 này 600 triệu. Như vậy các bạn lưu ý này, chúng ta có thể như thế và chúng ta thoát ra chưa cần lưu, chúng ta vào phần giá thành công trình. Ở đây chúng ta là có cái phần nghiệm thu. Chúng ta chọn tháng 7 hay tùy chọn này, chọn tháng 7 xong ở đây là chọn 01 này, lấy số liệu này. Các bạn nhìn thấy không? Thằng này nó chi phí nó là 900 triệu. Mà chúng ta chỉ nghiệm thu phần này và chúng ta nghiệm thu 600 triệu thôi. Đấy. Tức là nó bằng cái doanh thu, có nghĩa là công trình này là có doanh thu bao nhiêu chúng ta nghiệm thu chừng đấy, chứ chúng ta không thể nghiệm thu nốt cả 900 triệu, tại vì nếu các bạn nghiệm thu nốt 900 triệu thì nó sẽ sinh ra là cái công trình này sẽ lỗ. Đúng không? Nghiệm thu công trình này, các bạn chọn này, khoản mục chi phí là chi phí nghiệm thu công trình. Ok các bạn lưu này. Đấy, tự động tạo ra một chứng từ ở trong phần nhá, các bạn nhìn thấy này. Vào phần giá thành các bạn xem lại nhá. Ok các bạn nhìn thấy không? Giá trị nghiệm thu là 600 triệu. Bây giờ chúng ta kết chuyển lãi lỗ này. Chúng ta nhìn tổng quát qua cái bảng cân đối phát sinh ấy thì chúng ta nhìn thấy này nhá. Nhìn qua cái bảng vật cân đối phát sinh nha, xem số liệu nó ra ngô ra khoai gì chưa, đúng không? Lại chọn 7 tháng, chúng tôi chọn mỗi tháng 7 đúng không? Rồi, ở đây 01. Ok các bạn. Trước khi lên hệ thống báo cáo tài chính, các bạn nhớ là kiểm tra luôn cả những cái liên quan đến cái phần công nợ nhé, chính xác về công nợ nhé. Rồi, các bạn nhìn thấy không? Có nghĩa rằng ở đây là cái phần doanh thu còn mỗi 511 là chúng ta chưa kết chuyển lên 911 và 632 và 642 đúng không? Chúng ta vào kết chuyển lãi lỗ này. Các bạn lưu ý là nếu chúng ta kết chuyển như thế thì phần mềm số liệu chúng ta làm công trình chưa nghiệm thu xong thì với 600 triệu thì các bạn sẽ biết là phần mềm sẽ lỗ nhá các bạn. Không không thể lãi. Lỗ do có cái chi phí nhân viên quản lý là 642 nó là 18 triệu. Đây các bạn nhìn thấy không? Có 511 nó đi lên 911 theo cái công trình này. Còn 632 thì nó không cần nữa vì lên bảng phân tích giá thành nó lên đến 911 thì 632 không cần phân tích vì 632 nó có nhiều cái doanh thu thì nó phải đưa vào. Chúng ta nhìn thấy không? Ở đây là 31 tháng 7. 31 tháng 7 chúng ta gõ lại ngày cho nó chính xác là 31 tháng 7. Ok, các bạn nhìn thấy không? Bây giờ bảng cân đối phát sinh đã là ngon rồi. Số liệu đã hoàn chỉnh rồi đúng không? Các bạn nhìn thấy đấy, số liệu đã xong, đã kết chuyển xong số liệu. Rồi bây giờ thì đơn giản thôi, các bạn in bảng cân đối kế toán đúng không? Lên 31 tháng 7 đi. 3107.
có chức năng xuất sang hỗ trợ kê khai đây các bạn nhá, ấn nút một phát nó chuyển sang hỗ trợ kê khai cho các bạn luôn, chả phải làm cái gì nhiều cả. Chúng ta có 3,2 triệu, 3,2 tỷ và 4 tỷ vốn chủ sở hữu. Chúng ta lướt qua tí, phải trả ngắn hạn người bán 2,1 tỷ, đây là 4 tỷ, 1,8 tỷ nguyên giá 600 triệu, 60 triệu hàng tồn kho. Rồi kiểm tra tí sao lại âm hàng tồn kho ở đây nhá. Cách thức để sửa số liệu luôn này. Bạn có làm sai các bạn mới biết cách sửa, các bạn làm không sai làm sao biết cách sửa thế nào, đúng không? 154,600 triệu. Úi rồi, nhầm rồi. Các bạn nhìn thấy không? Ở đây nhá, cái chỗ nghiệm thu công trình là chúng tôi lại hạch toán vào cái 1541. Đây chứng từ chung đây, cái nghiệm thu công trình đây. Nghiệm thu công trình này nhầm tí các bạn nhá. Bỏ ghi sửa này. 1542 nhá, 1542. Khi nghiệm thu công trình các bạn lưu ý là tài khoản là 1542 nhá. Các bạn kiểm tra lại tí xem cái bảng cân đối phát sinh nó chính xác chưa. Rồi các bạn thấy không, nó sẽ dư là 784 triệu chính xác rồi đúng không? Tất nhiên là khi làm số liệu thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ phải kiểm tra lại tất cả những cái gì chúng ta làm, chứ không phải chúng ta cứ bộp bộp là cứ in ra. Vận hàng tồn kho ở đây chưa hiện lên đúng không? Thiếu mất 600 triệu đúng không? Đây, chúng ta kiểm tra lại cái hệ thống này. Tiện ích này, thiết lập báo cáo tài chính này. Xem cái bảng cân đối phát sinh xem nó lấy số liệu đúng chưa. Hàng tồn kho đâu? Hàng tồn kho là 1541. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đây mới có mỗi 1541. Chúng ta copy phần này nhá. Cộng này, dư nợ 1542. Cộng, dán nó vào đây. Đánh vào 1542. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Các bạn lưu lại nhá. Sửa báo cáo tài chính, vào báo cáo tài chính, sửa tí, chạy lên số liệu ngay. Nó tùy thuộc vào từng mô hình của từng công ty. Đúng không? Các bạn nhìn thấy không? Nó ra 784 triệu ngay. Nó nằm ở 142, 45. Đây, lãi chưa phân phối 4579. Chúng ta sẽ phải chỉnh sửa một tí, phải trả dài hạn khác. Rồi 16 triệu phải trả người lao động. Ok. Có một số các cái chỉ tiêu này đấy, nó chưa cân thì chúng ta sẽ phải chỉnh sửa lại một tí. Nhưng mà cái phần về thiết lập về số liệu báo cáo tài chính chỉnh sửa thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một buổi sau, là liên quan đến cái phần chỉnh sửa thiết lập lại hệ thống báo cáo tài chính cho các bạn. Chúng ta list lại một tí nha, xem nó phải trả người lao động 16 triệu này, phải trả về nộp khác 6,8 triệu này, có 6,6 triệu tài sản hao mòn là ok, đây là 160 triệu, 18 triệu lỗ, 660.000 bảo hiểm thất nghiệp, 800, 600. Tiện đây chúng tôi chỉ các bạn cách sửa luôn. Chúng ta làm một cái phép tính nhé. 4585900 đúng không? Một cái máy của tôi dùng quá nhiều các cái phần mềm như đồ họa ấy, gì lung tung cả nó chạy chậm. Bốn năm tám năm chín không không, 4585900000 trừ 4579440000 bằng 646.000, 6,460,000. Nó nằm ở khoản nào? Bốn trăm sáu mươi nghìn hình như nó chưa lên đúng không? Hình như là chúng ta xem qua nó nằm ở tài khoản nào. Trong quá trình làm kế toán ấy, đối với phần mềm thì nó tùy thuộc vào khách hàng, nhiều khi mở cả tài khoản ra, mở nhiều kiểu tài khoản khác nhau.
Đây à, phần phải trả phải nộp khác này à. 6 triệu 840 nghìn là các khoản phải trả phải nộp khác. Có 6 3382 3383 3384 3386 3382 3383 phải trả phải nộp khác đâu. Phải trả phải nộp khác. Chi phí phải trả ngắn hạn 3 3388 này. Ba ba tám một ba ba tám hai. Ba ba tám hai ba ba tám ba ba tám tư ba ba tám sáu. Nó nằm vào các cái khoản phải trả phải nộp khác. Chúng ta không đưa vào phần này nhé, chúng ta đưa vào phải trả ngắn hạn khác này này. Cộng phải trả phần này các bạn nhé. Cái này sau các bạn phân tích ra rồi có nhiều cái phần trong thuyết minh báo cáo tài chính ấy, nó theo cả cái phần 3384. Tôi ví dụ nhé, 33 3386. Ok, ở chỗ này chúng ta chỉ lấy mỗi dư có tài khoản 3334 3344 thôi. Ta chọn lưu nhé. Vào lại bảng cân đối kế toán. Một triệu chín. Thiếu cái tài khoản nào? Mà còn thiếu thế này. Đồng thời qua cái việc này thì các bạn cũng biết luôn là cách thức thì sửa như nào đúng không? 1 triệu 9 thì nó chỉ mới ra 1 triệu 1 thì 1 triệu 9 thì nó mới ra bảo hiểm thất nghiệp thôi. Còn 3383 nữa đúng không? Đây thiếu 3383 đây các bạn. Các bạn lưu lại. Đấy các bạn nhìn thấy không, bảng cân đối kế toán đã cân rồi 45 85900, trên này là 45 85900. Ok các bạn nhé. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh xem nào, quý 3 năm cả năm đi. Chọn cả năm đi. Cái này thì đặc biệt là nó lại chạy theo từng tháng, từng quý, từng năm cụ thể. Đây âm 18 triệu đây các bạn thấy không? Ok, các bạn lưu chuyển tiền tệ xem nào. Lưu chuyển tiền tệ các bạn chọn cả năm đi, chọn tháng 7 cũng được, bao nhiêu cũng được. Đúng không? Chúng ta xem cái mức độ nó chính xác thế nào đúng không? Cái số liệu nó chính. Tổng tiền cuối kỳ là 2 triệu 2 tỷ 450 triệu 800 nghìn đồng đúng không? Lưu chuyển thuần hoạt động tài chính là 2 tỷ, lòng vòng mãi vẫn tiêu đúng 2 tỷ. Nó hoạt động tài chính là 2 tỷ đó. Lưu chuyển thuần trong kỳ là chừng đấy. À, rồi ok, thu tiền bán hàng 1 tỷ 1 đúng rồi.
À, cái chi trả cung cấp dịch vụ đúng rồi, thôi chi khác thì hoạt động kinh doanh đúng rồi. À, chúng ta chọn xem nhé, 2 tỷ 245 0 800 nhé, xem bảng cân đối phát sinh xem tổng số tiền nó dư cuối kỳ có đúng không. Cái đoạn cuối này, cái video hôm nay là cái đoạn cuối lại là cái quan trọng này các bạn. Đây rồi, đúng rồi, 1 tỷ 6 hay cộng với 800 là đúng 2 tỷ 4 rồi, số lẻ thì chắc là đúng rồi. Còn thuyết minh thì các bạn vào đấy thì in thôi nhá, vào đấy xem các cái chỉ tiêu chỉnh sửa thế nào thì các bạn xem tiếp nhá. Cái thuyết minh thì nó phân tích nhiều chỉ tiêu, nó chạy mất một chút thời gian. Có ai comment gì nữa không nhỉ? Trả lời hết chưa? Trả lời hết rồi gì? Này, ở đây có bạn Vi là hôm qua phần hạch toán chi phí mua vào máy xúc sai tài khoản. À, cái này là tùy các bạn thôi, các bạn có thể hạch toán vào tài khoản của các bạn cho nó đúng thôi. Còn cái vấn đề là khi chúng tôi đưa lên đây thì những cái chúng tôi đưa vào nó nhanh nhất để làm sao có thể là các bạn có thể làm được cái số liệu nó nhanh. Còn cụ thể các cái nghiệp vụ thì tôi sẽ đi sâu vào những cái đơn giản thì tôi không bàn luận nhiều nhé các bạn. Ở đây các bạn nhìn thấy không, cái thuyết minh báo cáo tài chính nó đã hiện ra hết rồi đấy. Ok, tiền và các khoản đầu tư tài chính đây, tổng cộng là bao nhiêu tiền đây, rồi đấy, rồi thông tin bổ sung, rồi các khoản đầu tư tài chính, rồi đây các bạn vào đây thôi, các bạn chọn in thôi nó ra thôi. Nhưng mà các bạn sẽ phải bổ sung các cái thông tin chung ở trang đầu này, các bạn đánh vào nhé. Cái này các bạn gõ được vào nhé. Ok, chúng ta chọn hủy. Đấy. Thế là hôm nay chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách thức xong cái phần chi phí mà phần chi phí về 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 tổng hợp số liệu đối với các cái tài sản của chơi chơi đối với cái, làm kế toán trong thi công trình. Các bạn thấy có bạn bảo là hôm qua có phần chi phí mua máy xúc này, thì tôi ví dụ như là cái máy xúc thường cũng có cái chi phí này, rồi cái chi phí trước bạ ấy, thì chi phí trước bạ thường dành cho các cái công ty cái ô tô đấy thì đấy của mua ở Việt Nam mày đóng chi phí trước bạ khi đi làm biển thôi, thì nó cộng vào nguyên giá này 1 triệu, 1 tỷ 2 thêm 5 triệu tiền chi phí này các bạn nhé. Ok, xin cảm ơn các bạn. Chân thành cảm ơn các bạn.